Tôi tự học chữ Hán Nôm, chữ xế Hán Nán chữ. Truyện Kiều với kho chữ Hán Nôm của Đại Thi Hào, Nguyễn Du. Tiện đây xin một hai điều, đài gương soi đến dấu bèo cho chăng. Ngần ngừ nàng mới thưa rằng, thối nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong. Tiện, tiện lợi, đây là chữ Hán Việt, có bộ nhân ở bên trái. Đây, trong đây là, bên trái có bộ nhân là người. Xin, xin phép, bên trái dùng bộ khẩu, bên phải là chữ chân để gợi âm đọc. Một, chữ Hán Việt dùng làm số một, có bộ thủy. Hai, số hai có chữ đài và nhị, nhị là hai. Điều, điều này, đây là chữ điệu của tiếng Hán Việt. Bên trái có bộ ngôn, ngôn là lời nói. Đài, trong đài gương. Gương, trong gương kính. Bên trái là chữ khương, bên phải là chữ tư hay chữ ti. Soi, trong soi gương. Bên trái có bộ quả, bên phải là chữ lôi. Bộ quả là lửa. Đến, trong đến mức, đây là chữ điển của tiếng Hán Việt, dùng làm chữ đến trong tiếng Nôm. Dấu, dấu vết, bên trái có bộ túc là chân. Bèo, trong bèo bọt, ở trên có bộ thảo chỉ loại cây cỏ. Cho, đây là chữ chu của tiếng Hán Việt, dùng làm chữ cho trong tiếng Nôm. Trong cho là chăng, chăng nữa. Ngần, trong ngần ngừ, đây là chữ ngân của tiếng Hán Việt, dùng làm chữ ngần trong tiếng Nôm. Bên trái có bộ kim là vàng. Ngừ, trong ngần ngừ, đây là chữ ngư của tiếng Hán Việt, dùng làm chữ ngừ trong tiếng Nôm. Nàng, đây nàng thơ, bên trái có bộ thủy, bộ nữ là gái. Mới, mới có, đây là chữ mại của tiếng Hán Việt, dùng làm chữ mới trong tiếng Nôm. Thưa, thưa gửi, bên trái dùng bộ túc là chân. Rằng, rằng là, đây là chữ lãng của tiếng Hán Việt, dùng làm chữ rằng trong tiếng Nôm. Bên trái có bộ thủy là nước. Thối, thối đời, đây là chữ thối trong tiếng Hán Việt, có bộ xích lúc đi lúc dừng. Nhà, trong nhà cửa, ở trên có bộ thảo là cây cỏ. Băng, trong băng giá, đây là chữ Hán Việt, nước đóng thành băng. Tuyết, trong tuyết lạnh, đây là chữ Hán Việt, bên trên có bộ vũ, vũ là mưa. Trong chất
biệu. Ở dưới có bộ bối, bối là vỏ sò ốc chỉ tiền bạc. Hằng, trong hằng định, bên trái có bộ tâm, tâm là tim. Phỉ, trong phỉ phong, bên trên có bộ thảo, chỉ cây cỏ. Phong, trong phỉ phong, bên trên có bộ thảo, chỉ cây cỏ, ở dưới là chữ phong của Hán Việt. Người đọc VKH. Tiện đây xin một hai điều, đài gương soi đến dấu bèo cho trăng. Ngần ngừ nàng mới thưa rằng, thối nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong. Người biên tập về Vương Khánh Hưng. Quincy chào bạn, hẹn gặp lại. Chai Chen.